Dạ, TV26 xin mến chào quý vị. Dạ, trên màn ảnh đó quý vị thấy đó, trong cái channel của Luật Pháp TV đó, thì đây đó là cái vấn đề mà bốn nữ tiếp viên hàng không đó là đã vận chuyển rồi là trên 11 ký ma túy ha. Mà trong đó có 327 cái đánh răng và 17 cái lọ mà súc miệng đó. TV256 cho quý vị nghe sơ qua ha. Nghe khoảng chắc vài giây nha. Rồi mời quý vị nghe. Nước Nước súc súc miệng về miệng Việt về Việt Nam qua Nam đường qua đường sân sân bay bay Tân Tân Sơn Sơn Nhất Nhất để để gửi cho gửi cho người người nhà. nhà. Các Các tiếp tiếp viên này viên này không biết không biết bên bên trong trong 327 327 tuyếp tuyếp kem kem đánh đánh răng răng vận 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 chuyển chuyển có có 157 157 tuyếp tuyếp bị bị đối đối tượng tượng trà trà trộn trộn cất cất giấu giấu ma ma túy. túy Do do vậy vậy chưa chưa đủ đủ căn căn cứ cứ để để xử xử lý lý hình hình sự sự bốn bốn nữ nữ tiếp tiếp viên viên trong trong ngày ngày 22. 22 không có đủ cơ sở pháp lý để mà xử hình sự bốn tiếp viên. Và thấy bây Tháng bây 3, giờ cơ là quan cơ cảnh quan sát cảnh điều sát tra điều công tra an công thành an phố thành Hồ phố Chí Hồ Chí Minh Minh đã đã ra ra quyết quyết định định trả trả tự tự do do cho cho bốn bốn tiếp tiếp viên viên hàng hàng không không nêu nêu trên. trên. Cơ quan Ra quyết định là trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không. Quý vị nghe đã không? Nghe sướng lỗ tai nhỉ ha. Tại vì đơn giản là có cái cô gọi là Võ Võ Tú Quỳnh ở trong đó đó. Trong bốn tiếp viên á, thì trong đây có cô Võ Tú Quỳnh nè. Và bây giờ cái cô Võ Tú Quỳnh đó đã rời khỏi Việt Nam rồi. Rời khỏi Việt Nam rồi đi đâu đó. Nè, trong đây có, nhưng mà xin lỗi nha, tại vì cái TV256 bị khan tiếng nha. Thân Thân mến, mến chào quý chào vị quý thính vị thính giả trở giả lại trở kênh lại Nhân kênh Việt Nhân Việt TV. TV. Đây, Phải phải nói nói công công an an Việt Việt Nam Nam làm làm nhanh nhanh thật. thật. Nhanh thật Chỉ chỉ một một tháng tháng sau sau khi khi phát phát hiện hiện chuyến chuyến hàng hàng ma ma túy túy đầu đầu tiên tiên ngày ngày 16 16 tháng tháng 3 3 tại tại thành thành phố phố Hồ Hồ Chí Chí Minh. Minh. Công Công an an đã đã làm làm rõ rõ tất tất cả. cả. Đầu Đầu tiên tiên xin báo xin tin báo tin mừng mừng cho cho những người những người ủng ủng hộ hộ bốn cô bốn cô tiếp tiếp viên. viên. Bốn cô Bốn cô không bị không bị làm làm sao sao nhé. nhé. Chỉ Chỉ cơ cơ quan chức quan chức năng chỉ năng chỉ nói nói là là bốn bốn cô cô bị bị lợi lợi dụng dụng thôi. thôi. Bị lợi dụng thôi ha. Đó là những cái tin rất là đặc biệt phải không? Thì người ta mới nghi ngờ rằng là Võ Tú Quỳnh đó chính là con của ông Võ Văn Thưởng nha. Tại vì cùng là cũng ở Vĩnh Long đó mà. Thành ra người ta rất rành về cái vụ này. Con của ông Võ Văn Thưởng, mà Võ Văn Thưởng á, thì lại là gọi là con hoặc là cháu nha. Con hoặc là cháu của ông Võ Văn Kiệt. Nó khổ gì đó. Thành ra cô ta được đi ra hải ngoại rồi, trốn thoát rồi. Thành ra bốn cái tiếp viên đó được thả ra là không có cái gì là lạ hết á. Thấy không? Họ buôn lậu rồi là chất cấm 11 trên 11 cái kilo mà, chứ đâu phải là chuyện đùa đâu. Mà rồi là được thả rồi tự nhiên à. Tại vì quen lớn quá mà. Con của chủ tịch nước thì đâu có ai dám đụng gì. Rồi bây giờ cho ra hải ngoại rồi. Đó, cái đất nước của chúng ta là vậy đó. Ngày nào đó quý vị thấy đó, mà còn cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến đó là không khá đâu. Không khá. Còn cái hai cái biểu tượng mà tội ác đó là cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến, của giặc tàu, và cái tên gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh, là người dân Việt Nam mà không hiểu đấy vẫn còn cái thờ lại cái tên mà gián điệp giặc tàu gọi là Hồ Quang Hồ Chí Minh đó, là đất nước của chúng ta không khá được. Nước chúng ta là trong vòng cái lệ thuộc của giặc tàu thôi. Chúng ta không thể ngóc đầu lên được đâu. Người Việt Nam không thể nào sống hạnh phúc được do mấy cái lũ cộng sản này nó cai trị. Rất là tàn ác với dân tộc Việt Nam. Đúng không? Thành ra đó, khi mà nó có tội ác á,
thì nó tìm mọi cách để mà nó trốn tránh được, tại vì nó có quyền lực. Nó có quyền lực thì thành ra nó đâu có phải bị tội, chỉ có người dân thường mình mới bị tội thôi, chứ chứ người cộng sản mà họ quyền lực như thế là sao mà họ có tội ác gì đâu, đúng không? Họ có quyền lực họ bao che cho cái tội ác của họ, đúng không? Con cái của họ đó làm những cái chuyện mà phi pháp như vậy, Võ Tú Quỳnh là bị bắt như vậy rồi, bây giờ bốn bốn người đó bây giờ bao lâu rồi, từ tháng 3 mà cho tới bây giờ là 5 tháng rồi, gọi là chìm xuồng rồi, không còn ai nhắc đến đó. Thành ra TV256 phải nhắc, đúng không? Nhắc cái tội ác của những cái tên này mà họ vẫn là chủ tịch nước thôi, đúng không? Những cái tên mà cộng sản là nó vậy đó, nó lấy cái quyền lực để nó bao che thôi. Nói gì cái thằng Nguyễn Phú Trọng, cái thằng Nguyễn Phú Trọng là cái thằng là tham lam quyền lực nữa, nói nó là sự tham nhũng, chống tham nhũng, rồi đốt lò, đốt người này đốt người nọ, củi khô củi tươi gì cũng đốt hết, rốt cuộc làm cái gì được, thấy không? Nó là bao che với nhau hết à. Đó, con của chủ tịch nước đó bây giờ được thả ra đó 11 kg đó. Đó, 11 kg chất ma túy đó, nó không thả ra được à, đã thả ra rồi còn lại là cho đi ra hải ngoại nữa, trời ơi, bây giờ không biết đi đâu nữa đó, trong đây nữa đó, trời ơi. Ma túy giao dịch tới 52 tỷ đồng. Để tờ TV pháp luật là đã nói như vậy rồi, đúng không? À, rất là đau thương nha quý anh chị em ơi. Đất nước ta như vậy là thì chỉ chết thôi, đúng không? Bọn mà được làm tội ác mà nó được bao che như thế này, nó bao che như thế này, vụ này nó quá lớn luôn đó, mà tự nhiên rồi bây giờ phải thả thả bốn cô luôn, thả bốn cô luôn như là không có tội, trong khi đó là đủ bằng chứng hết, đủ bằng chứng hết, kem đánh răng đủ hết, bắt tại trận như vậy đó mà rốt cuộc thả là làm sao vậy? Sự thật đó mình hiểu không nổi luôn á. Mình nghe mình nóng lắm mà không biết làm sao nữa. Bây giờ đến tháng 8 rồi. Từ hồi tháng 3 tới bây giờ 5 tháng trời rồi. Rồi bây giờ làm sao? Cái đất nước gì kỳ vậy? Cái đất nước gì mà kỳ vậy? Những người mà làm tội ác thì được gọi là lăng vong ở ngoài dòng pháp luật vậy. Rồi mấy cái người yêu nước á thì lại bắt bỏ trong tù. Giống như thầy Dương Tuấn Ngọc đó bị bắt bỏ trong tù, mấy người yêu nước là bị bắt bỏ trong tù. Còn mấy cái người mà hại nước, phá hoại đất nước á, thì được thả ra ung dung ngoài dòng pháp luật. Đó, quý vị chịu nổi không? Sự thật mình chịu không nói, mà mình có khan tiếng mình cũng nói nữa, nói hoài thôi, mình thấy sai trái mình phải lên tiếng đó, mình không thể nào mà chịu đựng cái đất nước mà tồi tệ như vậy, những người như vậy mà đi Quan đi tâm làm cảnh sát điều tra công an. thiệt là tức. Điều tra cái gì anh, điều tra cái gì mà gọi là mà con của Võ Văn Thưởng bây giờ đi đâu mất tiêu rồi, anh điều tra cái gì, tại sao họ được đi dễ dàng như vậy, tại sao bốn cô tiếp viên được thả ra như vậy, thả ra 5 tháng nay rồi có làm cái gì được không, rồi bây giờ cho chìm xuồng luôn hả, thì người dân phải lên tiếng thôi, những người như TV256 là phải lên tiếng thôi, không chịu được,
Đâu có để mà chìm xuồng rồi là dễ dàng như vậy được. Mình tức mình phải nói. Đất nước gì mà quái đản vậy? Bởi vì TV256 kêu gọi quý anh chị em là phải tẩy chay đi. Tẩy chay hai cái biểu tượng tội ác đi. Hai cái biểu tượng tội ác không thể chấp nhận được. Là lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến của giặc Tàu. Và hình ảnh của tên giặc Tàu Hồ Chí Minh. Hình ảnh của tên giặc Tàu Hồ Chí Minh mà nó đúc tượng rồi nó dựng tượng rồi tùm lum tà la rồi bắt toàn dân Việt Nam phải thờ lại cái tên giặc Tàu Phúc Kiến nhé. Nó là tên thiếu tá Hồ Quang, người của quân đội nhân dân Trung Cộng. Nó là thiếu tá Hồ Quang. Lịch sử nó đã rõ như vậy rồi, hình ảnh nó đã rõ như vậy rồi. Tại sao không nói? Một cái thờ lại hai cái mà biểu tượng tội ác đó. Hai cái biểu tượng tội ác đó là nó đã làm cho trên 2 triệu người Việt Nam phải vượt biên, vượt biển. Rồi nó làm cho 500.000 người phải chết ở ngoài biển. Rồi nó làm cho 5.3 triệu người Việt Nam phải sống ở hải ngoại. Hiện tại theo Google đó là có 5.3 triệu người Việt Nam ở hải ngoại, sinh sống ở hải ngoại, họ không muốn về nước. Tại vì đất nó không có lành, đó là đất dữ. Đất dữ thì chim nó không có đậu, con người cũng không ở được nữa. Đất cộng sản làm sao mà người ta ở được? Nó tàn ác, tàn độc với dân tộc Việt Nam. Nó là một chế độ độc tài, độc đảng, độc ác. Rồi làm sao mà người ta ở với nó được? Thành ra phải có 5.3 triệu người đang ở hải ngoại này. Đó là thống kê của Google đó, 5.3 triệu người Việt Nam đang ở hải ngoại. Và cái con số người vượt biển là trên 2 triệu người. Rồi người ta còn đi lao động đồ, mấy triệu người đi lao động nữa. 1 triệu mấy người đi lao động nữa. Người ta không thích sống ở trong nước. Sống mà nó nghèo đói như vậy. Một đất nước Việt Nam nó trù phú như thế nào mà bây giờ nó phải trong cảnh mà nghèo đói như vậy. Làm sao mà người ta sống được? Thành ra người ta đã bỏ nước ra đi là tới 5.3 triệu người sống ở hải ngoại. Người ta không chấp nhận được một cái chế độ cộng sản mà man rợ như vậy. Đối xử với người dân gọi là coi như người dân như là kẻ thù. Tất cả những người yêu nước là bị bắt bỏ xuống tù. Biết bao nhiêu người rồi. Chị Cấn Thị Thiêu, anh Trịnh Bá Phương. Trịnh Bá Tư, rồi chị Nguyễn Thị Tâm. Biết bao nhiêu người. Đó, bây giờ TV cho quý vị anh chị em coi nè. Để coi biết bao nhiêu người, nó bắt biết bao nhiêu người luôn. Tất cả toàn là những người yêu nước không. Đấy nha. Để cho quý anh chị em coi. Với tivi một chút xíu nữa thôi. Mình phải lấy cái hình ảnh này ra nè. Mình lục cái hình ảnh này ra chút xíu nè. Đây, đó, ba cái danh sách này đây nè. Tù nhân đây nè. Đó. Đó là tù nhân đó. Xin lỗi. Sao không được vậy kìa?
Để người ta để TV256 suy nghĩ tí xíu nha. Đây nè, đó, nó cái hình ảnh đó, đó hình ảnh như tù nhân đó. Đây nè, hình ảnh số 1 nè, thấy không? Chị Nguyễn Thị Tâm nè. Đó, người dân mà người ta, người đây Pháp Luân Công nè. Họ còn cầm búa để mà đập cái lăng Hồ Chí Minh nữa đó, tại tại vì đó là biểu tượng tội ác. Thấy không? Đây là anh Nguyễn Doãn Kiên mà bây giờ anh bị biết bao nhiêu năm tù rồi, giờ này anh còn chưa được thả ra nữa. Đây là anh Trần Quốc Khánh nè. Thấy không? Trần Quỳnh Duy Thức nè, Cấn Thị Thiêu nè, Trần Anh Kim nè. Trần Anh Kim là trung tá đó, trung tá Việt Cộng đó. Thấy không? Anh Vượng Nguyễn nè. Trời ơi, bà Đầm Xòe nè. Mình biết mà bây giờ mình bây giờ mình càng ngày mình càng quên tên hết trơn rồi. Mình không nhớ hết. Đây là tất cả những người tù nhân nè. Đó. Thấy tội nghiệp không? Bao nhiêu người yêu nước bắt trong tù. Rồi. Bây giờ thêm cái hình ảnh này nữa. Nữa. Xin lỗi. Đây nè, đó. Thêm hình hình nữa. Hình thứ ba nữa nè, đó. Bao nhiêu người ở trong tù như vậy đó. Bao nhiêu người ở trong tù như vậy đó. Thấy không? Khổ sở không? Biết bao nhiêu người yêu nước trong tù. Còn mấy cái đứa mà làm tội ác thì được đi ra hải ngoại. Không? Giống như Võ Tú Quỳnh đó. Buôn lậu rồi là chắc cấm. Buôn lậu chắc cấm, con của Võ Văn Thưởng đó thì được gọi là đi ra hải ngoại luôn. Kỳ vậy. Cái chế độ mà bất công mà dễ sợ như vậy. Làm sao mà người dân ở trong nước không lên tiếng thì người dân ở hải ngoại lên tiếng. Mình phải lên tiếng cho đồng bào mình chứ, mình đâu có để mà bất công nó xảy ra như vậy hoài được. Phải không? Toàn là thứ mà lưu manh không à. Bắt biết bao nhiêu người yêu nước như vậy. Và cũng tiếp tục bắt hoài. Còn mấy đứa tội ác thì cứ giỡn nhơ trước pháp luật à. Không ai xử tội nữa hết á. Là mình phải tức, mình phải lên tiếng chứ. Tội nghiệp không? Tội nghiệp tại sao những người này phải bị ở tù như trong vậy? Một trăm mấy chục người đây là ở tù mà mình chỉ thấy rồi là còn biết bao nhiêu người đó mà mình không nhớ tên, không nhớ thấy hình ảnh luôn nữa. Coi như cả ngàn, cả vài chục ngàn luôn á. Cái chế độ này nó bưng bít lắm, nó không thể nào mình hiểu hết, mình biết đâu. Có thể là cả ngàn tù nhân yêu nước mà bị bắt giam như vậy đó. Cả chục ngàn luôn á. Tại nó chuyên môn là nó bưng bít tin tức không à. Thử hỏi đồng bào người ta vượt biển là trên 2 triệu người. Thử hỏi nó có dạy sử cho con em mình là có trên 2 triệu người vượt biển không? 500 ngàn người chết Biển Đông không? Nó có dạy điều đó không? Nó che giấu những cái tin tức mà như vậy đó.
Đồng bào người ta bỏ nước. Người ta bỏ nước 5.3 triệu người. Người ta ở hải ngoại. Nó có khi nào nó nói trong trong cái bài học lịch sử cho con cháu sau này không? Nó bưng bít thông tin. Rồi nó bắt tất cả những người yêu nước như vậy. Đau thương chứ. Mình không lên tiếng, ai lên tiếng đây? Trong khi mình ở hải ngoại, đồng bào trong nước đâu có dám lên tiếng. Đồng bào trong nước hó héo tí rồi là nó bắt rồi. Nó bắt, nó bỏ tù rồi. Đây, đây tất cả những người nó bỏ tù như vậy đó. Chỉ có những người mà nó bỏ tù rồi nó làm lớn ra rồi, rồi mình mới biết thôi. Còn bao nhiêu người mà nó bỏ tù rồi thầm lặng nữa, ai mà biết. Chứ độ mà lưu manh rồi mọi rợ như vậy, thành ra người ta bỏ nước ra đi tới 5.3 triệu người mà có ai chịu dời không? Làm sao mà người ta dời giúp nước được? Một cái chế độ mà lưu manh mọi rợ như vậy thì không có ai dời giúp nước hết á. Để mà xây dựng cái đất nước. Chỉ có mong là phải bỏ cái chế độ cộng sản đi. Bỏ cái chế độ tàn ác đó đi. Cộng sản đâu còn bao nhiêu nước nữa đâu. Đúng không? Cái thằng Cuba là chết đói. Cái thằng Bắc Hàn còn đói dữ nữa. Rồi thằng Trung Cộng cũng vậy thôi. Thằng Venezuela cũng vậy thôi. Trung Cộng bây giờ đói sắp tới nơi rồi đó. Lũ lụt thiên tai tội ác tùm lum hết á. Ở Trung Cộng á, rồi dân nó biểu tình. Trước sau gì đó cộng sản nó cũng sụp đổ à. Phải nói như vậy á. Cái chế độ cộng sản là nó đã gọi là, nó đã là quá khứ rồi. Người ta đã dục bỏ nó rồi. Trước kia nó là mấy chục nước theo cộng sản. Bây giờ chỉ còn lẹ tè có 4 quốc gia à. Ừ. Chỉ có Bắc Hàn, Cuba, rồi Việt Nam với thằng Trung Cộng thôi. Có 4 quốc gia à. Thì mình mẹ bỏ trước đi, bỏ trước cho rồi đi. Đừng để người dân đứng lên để mà sụp đổ. Người dân trước sau cũng phải đứng lên để làm cho nó sụp đổ. Biết khôn hồn thì bỏ đi, bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi thì may ra người dân còn cho gọi là đoái công gọi là chuộc tội á. Giờ này mà cái chế độ cộng sản người ta đã biết rồi, cả thế giới người ta từ bỏ nó. Người ta không có chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản, cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa gì đó, kinh tế cộng sản gì đó, người ta cũng không bao giờ người ta chấp nhận hết đó. Tại sao bắt người dân phải tiến lên cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mà không biết nó là cái gì? Trong khi thời mà Việt Nam Cộng Hòa người ta theo cái nền kinh tế tư bản, người ta giàu có tới cỡ nào không? Bây giờ cái đất nước phải khổ như thế nào? Mấy chục năm nay đất nước khổ như thế nào? Mà đồng bào người ta đã vượt biên gọi là trên 2 triệu người bộ mắt không thấy nữa hả? Rồi người ta đi lao động cả mấy triệu người cũng không thấy nữa hả? Người ta bỏ quê hương hết, người ta không có về nước rồi. Không thấy sao? Không thấy cái sự sai lầm của mình hả? Tại sao những người cộng sản gọi là gọi là ngu đần mức đó vậy? Không thấy đồng bào mình khổ sao? Không thấy người Việt Nam mình khổ à? Cái cả một cái dân tộc này khổ. Khổ vì cái chủ nghĩa cộng sản.
mà cả thế giới cũng không có chấp nhận chủ nghĩa cộng sản nữa, vậy mà không từ bỏ nữa, để người ta kêu mình là thằng Việt Cộng. Có người nào kêu bằng ông Việt Cộng không? Người ta kêu là thằng Việt Cộng, người dân nói như vậy đó. Người dân nói là thằng Việt Cộng tại vì nó là người Việt, mà nó theo Cộng sản thì người ta nếu là thằng Việt Cộng. Có ai gọi là ông Việt Cộng không? Để chứng tỏ người dân người ta đã ghét, người ta đã căm phẫn như vậy. Toàn dân đã căm phẫn phải gọi đó là thằng Việt Cộng. Mấy đời mà có thằng Việt Cộng nào mà thương dân? Không có. Nó chỉ biết phá hoại đất nước thôi. Đó, ba cái thằng công an mà nó bắn dê của dân đó, nó thèm thịt dê rồi nó cứ, nó bắn mà nó đã bắn biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ bị dân gọi là gài bẫy rồi mới bắt được nó. Nó đâu có thương dân đâu. Mấy thằng Việt Cộng làm sao mà thương dân? Không có thằng Việt Cộng nào mà thương dân hết á. Không có một thằng Việt Cộng nào mà gọi là không có tham nhũng hết á. Thằng nào cũng tham nhũng hết á. Từ cái test kit Việt Á, rồi chuyến bay giải cứu rồi. Toàn là thằng nào cũng là có cán bộ rồi là cộng sản không à. Mà nó hèn đến mức nào không? Nó ra tòa thì nó khóc lóc, nó quỵ lụy, rồi nó van xin, rồi nó bỏ tiền ra để nó chuộc, để nó mua mua cái tội ác của nó. Nó bỏ tiền ra để nó mua tội ác của nó. Còn mình thấy đây nè, tất cả những người đó đấu tranh gì, có một người nào mà quỵ lụy không? Không có một người nào mà quỵ lụy hết á. Không có một người nào mà kêu là xin, gọi là tha tội, gọi là khóc lóc hết á. Tại vì người ta biết rằng người ta không có làm một cái chuyện gì mà tội ác với dân tộc Việt Nam hết á. Người ta là những người yêu nước. Thành ra người ta khẳng định cái quyền của người ta, quyền yêu nước. Và chưa thấy một người nào mà trước tòa án mà khóc hết á. Chưa thấy những người đấu tranh này mà họ khóc một giọt nước mắt hết á. Mà mình nhìn thấy cái mặt của họ, họ căm phẫn cái chế độ này tới mức độ nào. Họ sống không có hèn. Những người đấu tranh này họ không có sống hèn. Nên nhớ như vậy đó. Chỉ có mấy thằng cán bộ Việt Cộng mới là sống hèn. Ra trước tòa án thì lại cứ khóc khóc khóc. Khóc khóc rồi nói. Xin bác xin đảng tha thứ, xin bác trọng người là xin lỗi bác trọng, mày giận dễ sợ, xin lỗi bác trọng, nó làm lỗi với người dân nó xin lỗi bác trọng, mà bác trọng đó là một cái thằng gọi là mafia, một cái thằng cầm đầu bọn mafia, mà nó xin lỗi là xin lỗi bác trọng, cũng có đã không? Một cái thằng tham nhũng quyền lực. Nó đã làm tới 3 nhiệm kỳ mà trong khi nội quy của đảng thì chỉ làm 2 nhiệm kỳ là tối đa điều 17. Vậy làm sao? Trời ơi, mình hiểu không nổi luôn, cái chế độ này nó tội ác đến mức đó đó. Mà nó vẫn còn tồn tại à. Đồng bào có nghĩ gì khi mà nó đeo cái xích chó mà của thằng Tập Cận Bình mà đeo lên cái cổ đó không? Đồng bào có nghĩ như vậy không? Xích chó mà vàng vàng đó, xích chó bằng vàng đó. Thằng Tập Cận Bình nó đeo lên cổ Nguyễn Phú Trọng đó. Nó nhục nhã như vậy mà nó vẫn gọi là chấp nhận để mà được đeo. Nó giống như là con chó của thằng Tàu à. Thằng Nguyễn Phú Trọng làm như vậy đó. Mà chẳng lẽ đồng bào cả nước không biết, cả nước không thấy. Trời ơi, sung sướng gì mà để cái thằng Tập Cận Bình, thằng nó tội ác mà nó đi đi đi, nó đi treo trồng lên cổ của mình giống như trồng một con chó vậy. Sung sướng gì?
Bởi vì mình buồn lắm, mình thấy cái người bao nhiêu người mà yêu nước đều bị bắt vô trong tù hết. Mình tức chứ. Mình tức ghê lắm á, chứ không phải là vừa đâu. Ngày nào cũng vậy đó, ngày nào cũng nghe toàn là những cái tin gọi là bắt những người yêu nước. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mình giận rồi, rồi mình cũng khan tiếng rồi. Rồi, chào quý anh chị nha. Rồi, cảm ơn.